Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, trong suốt một quý vừa rồi, nhiều người đã không để thời gian đi qua một cách vô ích, có bước đệm tốt để bước sang tháng 4 với nhiều điều tốt đẹp đang đón đợi. Trong tuần đầu tháng 4, ba con giáp này nỗ lực và tập trung trong công việc, vì vậy họ sẽ đạt được thành quả tương xứng. Hãy xem có bạn ở trong đó không nhé. Con giáp tuổi Dậu. Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu thật thà, ngay thẳng, coi trọng tình yêu và lẽ phải. Người tuổi này biết giữ lời hứa, không làm người khác thất vọng, cũng không muốn ai bị tổn thương. Người tuổi này giỏi giao tiếp, có thể làm tốt các công việc cá nhân cũng như công việc nhóm. Họ cũng cho rằng lắng nghe cũng giúp thúc đẩy giao tiếp. Con giáp tuổi Dậu là một người biết lắng nghe và thấu hiểu người khác. Người tuổi này là đối tác uy tín, trung thành và tôn trọng với người làm ăn với mình. Họ giỏi thuyết phục người khác và có thể trở thành một doanh nhân thành đạt. Tuần đầu tháng 4, con giáp tuổi Dậu được sao Tốt chiếu mệnh. Công việc của họ ngày một thăng tiến. Họ được cấp trên thăng chức, tăng lương, gia hạn hợp đồng. Trong khi đó, người trồng trò chăn nuôi có mùa vụ bội thu, cây trồng, con vật nuôi đều khỏe mạnh. Con giáp tuổi Hợi. Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi nhân từ, thương người hay giúp đỡ người khác. Họ cũng là người chăm chỉ, đào sâu nghiên cứu và không ngừng cố gắng vươn lên. Trong công việc, con giáp này thường tập trung, tận tâm và học hỏi từ những sai lầm. Người tuổi này luôn cố gắng tự hoàn thiện bản thân. Họ cho rằng chỉ khi mình đủ tốt thì những may mắn sẽ đến với mình. Trong đầu tuần tháng 4, người tuổi Hợi chú trọng hoàn thiện bản thân, luôn nỗ lực hết sức để đáp lại sự tin tưởng, tạo điều kiện của cấp trên. Con giáp này đón nhiều tin vui trong sự nghiệp, họ có thể sẽ đi công tác, làm ăn xa. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng ký được nhiều hợp đồng, nhanh chóng tất toán nợ nần. Con giáp tuổi Mùi. Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mùi hiền từ, hòa đồng và biết cảm thông với người khác. Trong cuộc sống, họ nghĩ cho người khác và luôn thỏa hiệp. Họ thể hiện thái độ biết ơn, lạc quan đối với cuộc sống. Ngay cả khi sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, con giáp này cũng không nản lòng, không trách cứ bất kỳ ai mà thường nỗ lực vươn lên thay đổi hoàn cảnh. Ngay cả khi cuộc sống không suôn sẻ, họ cũng không quá buồn bã, bi lụy mà tìm cách khắc phục khó khăn. Trong tuần đầu tháng 4, người tuổi Mùi có sao Tốt chiếu mệnh. Con giáp này nghiêm túc trong công việc, lại có nhiều năng lượng sáng tạo. Họ có ý tưởng, sáng kiến, được cấp trên đánh giá cao, đưa vào áp dụng. Bên cạnh đó, con giáp này còn bắt tay vào việc theo đuổi sở thích, đam mê, tinh thần vô cùng phấn chấn. Con giáp này làm kinh doanh, liên tục theo đuổi những cái mới, được khách hàng đánh giá cao, khen ngợi. Cũng bởi vậy mà con giáp tuổi Mùi ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm về bộn tiền. Thưa quý vị, thông tin mà chúng tôi mang đến mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo nên hy vọng là quý vị và các bạn sẽ tiếp nhận một cách cởi mở. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.